Hello, chào mọi người. Tình hình là bây giờ nó rối quá rồi, người rất là đông đó, ở Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nè đó, youtuber quá đông luôn đó, bây giờ quá trời đông, ngạt người hết luôn rồi đó. Và bây giờ nói chung là chị Hằng thì cũng chưa có xuống, nhưng mà giờ thấy rối loạn quá. Ây da da da. Đó, trên đường này cũng có rất là nhiều youtuber tên tuổi nha. Đó, Diệp Già đồ cũng đầy đủ hết nha quý vị. Đó, Diệp Già rồi cũng có mặt nha. Đó, rất là nhiều cái tên tuổi HP Media rồi cái gì nữa ta, rồi Bảy Gà rồi Đinh Lan rồi Tùm Lum Tà La đều có mặt, rất là nhiều, đông lắm. Đó, và bây giờ đang gặp Diệp Già là bắt cóc luôn nha bà con. Đó, đang troll Diệp Già nè. Đó, mấy anh em chính nghĩa đang giả dạng idol, giả dạng fan để mà làm phỏng vấn Diệp Già. Cô Diệp rồi, nay mới gặp cô luôn. Con hay coi kênh của cô nè. Tên gì? Trời ơi, vậy nổi tiếng rồi. Phỏng vấn xíu được không? Ra đây đi, ra ngoài quán cà phê, ra quán cà phê phỏng vấn nè. Ok, nay đi đâu cô? Người dân đi du lịch. Du lịch à? Hay nhỉ, nó có hỏi. Bất ngờ luôn á, nay đây chơi gặp cô. Chúng ta có cuộc phỏng vấn với hai người bạn này nhé mọi người. Hôm nay rất dễ tìm. Anh quay ngang, Tôi nóng lắm mà tôi vẫn sẽ làm vừa lòng các cô. Những người bạn của Việt Nam trong và hầu hết. Đang lai ha, đang lai con. Hả? Đang lai hả? Cô đang lai đấy, đang lai trong người nhà xem đấy. Chúng ta như thế này nó đỡ nản hơn. Này biết cái tình cô Hằng tới đây không cô? Thì cháu biết rồi đó. Có gì với cha thuốc ông cũng biết trên sao thuốc trên YouTube cũng biết rồi đấy. Âm đen thôi. Đây chỗ này mát này. Vô quán cà phê kìa. Cô vô đây, nè. Cô đang uống rượu đấy mà. Chúng ta vô đây đi. Ở quán chỗ đó ngồi mát rồi. Đây đây, trong đây mát. Hoa hồ mát. Mát đến điên luôn. Vô đó ngồi đi cô. Đây mát lắm đấy chứ. Xuống đây rồi sớm hả cô? Đời máy á, cô xuống hồi sáng cô đi lúc 5 giờ rưỡi. 5 rưỡi sớm. Cô tới để dặn dò mọi người đã tới rồi. Dạ. Lấy ghế ngồi đi cháu. Dạ dạ, để từ bạn cô lấy ghế cho con ngồi. Có từ Sài Gòn xuống hả? Dạ đâu có, con ở bên Bình Dương. À bên Bình Dương qua hả? Dạ. YouTube này tên gì khai mau? YouTube này tên gì? Long Nhong Xì Phố. Long Nhong Xì Phố. Chị đang phát trực tiếp trên Facebook à? Không. Chị cứ cầm cái điện thoại như phát trực tiếp. Đây phát trực tiếp. Hay mấy người làm rồi thì tôi cũng phải làm rồi. Đúng rồi. Ok. Chị đến đây từ mấy giờ chị Diệp? 5 rưỡi. Em hay theo dõi trên Facebook và trên Twitter. 5 rưỡi rồi chị lên. Đang có là y tế nó vất vả đấy. 1 mét. Hôm nay không biết là. Không. 1 mét. Sao? Hôm nay không biết là. Hôm nay cũng em thấy cô công an vào đây mà. Công an giao thông. À. Chắc là họ thấy xe cộ nhiều đấy họ vô. Quan điểm. Đừng rời máy nhá. Quan điểm của chị là như thế nào? Quan điểm là quan điểm gì? Về cái câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai cũng như về bà Hằng hôm nay đến đây. Quan điểm của chị thì chị cũng là muốn dư lê. Chị thấy ở trên mạng là người nói này người nói kia, thế nên chị đi thực tế. Trước kia em thấy là chị có đấu tố với bà Hằng thời gian thì bảo có đấu tố đúng không? Nếu mà đã nói là cái chỗ đấu tố thì không phải. Chúng ta chỉ nói lên sự thật. Những cái điều gì chúng ta cho là sai. Cứ tắt đi, chị đang phát trực tiếp tắt đi. Chúng ta cho là sai nhưng mà người ta cho là đúng. Đúng không mọi người? Liệu hôm nay như bọn em theo dõi là em thấy là chị có nói chung là có phản biện lẫn nhau qua trên mạng, vì vậy hôm nay chị cũng có dám gặp bà Hằng không? Hai người có gặp. Nếu mà có sự giới thiệu thì chị sẽ gặp. Nhá. Còn không có sự giới thiệu thì việc ai người làm đúng không? Gặp để giải bày điều gì cô? Nếu mà có người giới thiệu như thế nào? Chị gặp bà Hằng thì chị sẽ nói cái gì? Chị không gặp bà Hằng. Nói đúng là chị xuống đây chị đi thực tế. Nhưng mà quan điểm của chị là đứng về Tịnh Thất Bồng Lai hay là? Chị chưa đứng về phía ai hết, bởi vì chị đang đi tìm thực tế. Tại vì chị chưa đứng về phía ai, là tại vì chị chưa thấy cơ quan điều tra đưa ra kết luận cái gì, em hiểu không? Đó, chị không thể có ý kiến được. Cái gì em? Đúng không em? Đúng không cháu? Mình đã thấy cái gì đâu, mình đã thấy cơ quan công an điều tra, mình đã đưa ra kết luận đâu mà mình phán đoán ai. Chúng ta đâu có quyền kết ai đâu. Còn như là nói là chị có gặp bà Hằng không, chị không gặp ai hết. Nhưng mà thí dụ mà ngày nay gặp cô Hằng thì cô Diệp bày tỏ quan điểm gì? Cô không bày tỏ, không ai để cho cô bày tỏ hết. Bởi vì cái quan niệm cô xuống đây, cái mục đích của cô xuống đây là cô đi tìm sự thật. Cho nên là cô không phải bày tỏ với ai hết. Đúng không cháu? Thì mình đi tìm sự thật mà, bày tỏ với ai? Hỏi người địa phương. Có thậm chí là có, còn thì giờ thì đã phải là cơ quan công an. Đấy là xem cái điều tra viên nào. Lúc nãy em có thấy chị chia sẻ với nhóm anh em YouTube bên kia là chị chia sẻ là chia sẻ hết đó. Chị không chia sẻ, tại vì hai người đang tranh luận. Và cái bạn YouTube này là hỏi là bạn trẻ là nghĩ sao về bà Hằng lại nói một người lớn tuổi như vậy. Thì hai người đang tranh luận như vậy thì đưa ra một cái kết luận là không đúng. Đấy, như chúng tôi cũng đã quay lên ở đó mọi người. Vậy là nếu như hôm nay mà có cơ hội chị cũng sẽ gặp bà Hằng. Không. Chị trả lời một câu cuối cùng. Chị không gặp ai hết. Tức là chị đến đây là cái quan điểm của chị đi tìm sự thật. Chị đến đây là để theo dõi cái câu chuyện của Tịnh Thất Đồng Nai. Ừ, đúng vậy. Nha. Còn em nói là chị đến đây để gặp bà Hằng là không đúng. Chị đi công việc của chị. Chị đi với quan điểm của chị. Chị đi từ Bình Hòa lên nhỉ? Em nghe nói. Bình Hòa lên. Chị đi xe ô tô luôn hả? Chị đi xe hơi đi. Trời ơi, bọn này đi xe máy, tiền đâu mà đi ô tô. Chị đi mấy người, anh chị em đâu hết rồi. Rải rác, hoặc là rải rác khắp nơi rồi. Nói chung là bọn em thì biết các chị trên Facebook và YouTube. Đúng là biết là cái kênh gì nhỉ? Trên YouTube ấy, trên Facebook ấy, là chúng ta khẩu chiến. Khẩu chiến với mạng khẩu chiến nó khác. Và cái mạng thì thực tế nó khác. Hai cái nó khác nhau. Như là kênh ngày xưa chị có hợp tác với kênh Lão Đại gì vậy? Lão Đại gì đó. Chị không hợp tác với kênh nào hết. Nha. Chị là chị nói trên Facebook. Rồi xong Facebook chị đã tập thì Lão Đại kết nối thôi. Nha. Còn kênh chính của chị bây giờ là kênh Nguyễn Lúc. Nguyễn Lúc. Kênh chị có kênh trên đấy không? Có rồi. Tức là có kênh YouTube rồi. Rồi. Nguyễn Lúc. Nguyễn là đánh hoa nha, xong rồi Nguyễn Lúc. L-U-X. Nó phải gạch ra một cái Diệp. Tên của chị là như vậy. Nguyễn Lúc Diệp. Chắc chính xác. Đọc ở tiếng Anh. Đã hiểu không? Đó. Chứ là chị cứ nêu quan điểm của chị đi ạ. Chị nói rõ rồi đó. Quan điểm của chị là đi tìm sự thật. Thì không về phía nào hết. Chị tại vì con người chị thích đi tìm sự thật. Và muốn cơ quan, mong rằng cơ quan công an điều tra. Đã điều tra 2 năm rồi thì sẽ cho ra kết quả tốt nhất. Để khỏi những lời đồn đoán nó không tốt cho cái lớp thế hệ trẻ. Đó, nó là không gian trên mạng. Ông này ông thích cái ai bồ hả? Mình có bồ, già đến nơi là bồ gì. Đấy, chúng ta chỉ quan điểm của chị như vậy thôi. Đó. Ok chị, vậy bọn em cảm ơn nhé, chúc chị sức khỏe nhé, cảm ơn chị Diệp ha. Rồi chào cô. Rồi. Vậy là có. Này YouTube để tên gì? Đây là cái kênh Lóc Nhóc à? Em là Long Nhong thành phố. Long Nhong thành phố. Đây là kênh YouTube. Em mới quay để em lập kênh em làm. Nghe nó đu chen theo á. Kênh bật kiếm tiền. Nói chung là vừa kiếm tiền lại vừa vui vui lên. Chúng ta là vậy đi. Xin chào tất cả các bạn. Đây là chị Diệp. Hôm nay em vô tình gặp ở Tịnh Thất Bồng Lai. Một điều rất may mắn là hôm nay tôi đã gặp chị Diệp. Cảm ơn chị về những cái điều mà chị đã chia sẻ. Cảm ơn các bạn nha, chào các bạn.